Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em về một cây sạc còi của Nhật, thương hiệu Yamaguchi, là thương hiệu con gà trống của Nhật, hiệu Yamaguchi. Với tổng chiều dài của nó là 280 mm, với thiết kế đây là thiết kế hình vuông này. Cái loại này thiết kế kiểu này nó chịu lực rất là tốt, anh em nạy vô tư, nạy đinh nạy ba cái đồ linh tinh nó khỏe lắm. Dòng này thiết kế nó khỏe chắc chắn. Những cây size nhỏ này thì nó có thể nhổ đinh năm cho anh em. Nhổ đinh đinh năm vô tư cho anh em. Đó, có thể nhổ được đinh nhỏ hơn. Đinh 2, đinh 3, đinh gì cũng nhổ được hết. Những anh em anh thợ mộc thì sắm một cây như thế này thì xài thiên thu rồi. Cái dòng này thì nó thiết kế khối của nó một khối luôn, rất là chắc chắn. Thương hiệu Yamaguchi của Nhật, hiệu của gà trống, 280 mm. Đó, anh em bỏ trong túi đồ nghề khá tiện ha. Cái này xài rất là ngon. Những cây này thì nó đều mới, chưa sử dụng hết, nó có chút trầy xước sơn do vận chuyển, người ta vứt nắng vứt mưa thì bỏ lâu ngày, nó trầy xước một tí thôi, nhưng mà hàng zin chưa sử dụng. Anh em xem những cái đầu mỏ của nó này, chưa có một vết trầy xước nào hết. Vừa tay xài nhỏ nhỏ, anh em bỏ cốt rồi leo trần nhà, rồi leo công trình trên cao, hoặc làm công việc lặt vặt nó vừa ý. 280 mm mình bán với giá là 220.000, chưa bao gồm phí ship một cây. 220.000 cộng tiền ship một cây, mình chỉ có mấy cây này thôi, nó còn mới ken hết anh em. Đó, nó cũng có chạy chạy chốc chốc chút sơn tí thôi. Mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình để dưới phần mô tả, Zalo, Facebook gì cũng đều được hết. Mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.